Xin chào toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Video hôm nay mình xin gửi tới anh em và các bạn một cách chuyển mạch điện điện pha từ điện máy sang điện bình của những cái dòng xe Honda nói chung và cái dòng xe Jam Sway hôm nay nói riêng, để cho anh em và các bạn mình cùng tham khảo. Anh em và các bạn nếu thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ và ủng hộ cho mình để theo dõi những cái video tiếp theo trong kênh. Thì cái cách chuyển cái mạch điện điện pha từ điện máy sang điện bình như thế nào, cần chuẩn bị những gì, thì bây giờ mời anh em và các bạn ta cùng theo dõi video. Thì cái mạch điện điện pha, khi anh em và các bạn cần gắn một cái bóng led trợ sáng vào trong pha của đèn pha của những cái dòng xe máy, xe quay hay xe gem, thì trước hết anh em và các bạn hãy chuyển cái mạch điện điện pha từ điện máy sang điện bình thì cái bóng led nó mới sáng và nó không bị nháy đâu anh em nhé. Như anh em và các bạn biết này, khi ta đè máy nổ lên, ta bật công tắc đèn pha thì đèn mới sáng. Đấy, anh em các bạn chú ý nhá, khi bật công tắc máy, ta bật đèn pha thì lúc đấy đèn pha của xe mới sáng. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cái cách chuyển cái dòng điện đèn pha từ điện máy sang điện bình, để khi anh em và các bạn không cần để máy nổ mà ta bật công tắc thì đèn pha vẫn sáng nhá. Đấy, thì cái bước chuyển điện máy sang điện bình như thế nào, thì bây giờ mời anh em và các bạn ta cùng theo dõi video. Cái bước đầu tiên để chuyển được cái mạch điện điện pha từ điện máy sang điện bình, đấy, thì anh em phải mở cái mặt nạ trước của cái dòng siêu quay. Đối với cái dòng xe gem thì anh em chỉ cần mở cái cụm đèn pha ra là anh em có thể chuyển được. Như những cái video lần trước mình cũng đã làm những cái video lý thuyết về cái sơ đồ của những cái mạch điện đèn pha, đèn phanh cho anh em và các bạn cùng tham khảo, thì anh em và các bạn tìm tới những cái video đấy để ta tham khảo thêm. Còn video hôm nay mình xin chia sẻ lại cho anh em một cái mẹo nhỏ để chuyển cái mạch điện đèn pha từ điện máy sang điện bình một cách đơn giản. Ngay kể cả những anh em đó ta không phải là thợ, ta xem những cái video này, ta cũng có thể tự làm những cái bước đơn giản như thế này ngay trên chiếc xe của mình tại nhà. Khi anh em có nhu cầu gắn bóng led thì anh em phải chuyển cái điện đèn pha từ điện máy sang điện bình. Đấy, trước hết anh em và các bạn hãy chuẩn bị một cái cọng dây điện này và một cái cuộn băng dính nhá. Tiếp theo anh em và các bạn hãy tìm cái rắc. Đấy, trong cái dòng xe quay này thì nó rất có nhiều rắc, thì anh em tìm cái rắc mà có cái sợi dây màu vàng. Đây là cái sợi dây màu vàng anh em nhé. Anh em tìm cái rắc mà có cái sợi dây màu vàng, anh em nhổ cái rắc đấy ra, anh em nhổ luôn ra nhá. Đấy, bước tiếp theo anh em hãy gỡ cái dây màu vàng từ cái rắc mà nó cấp điện lên, cái đầu rắc mà nó cấp điện lên trên công tắc đèn pha nhá. Đấy, đây anh em và các bạn lưu ý này, đây là cái đầu rắc mà chuyển điện lên trên đèn pha nhá. Đấy, anh em lưu ý nhá, anh em tìm cái dây màu vàng và anh em dùng nan hoa nhọn này, anh em mở cái chân rắc của dây màu vàng ra. Đấy, rất đơn giản phải không anh em. Đây là cọng dây màu vàng mình đã mở ra nhá. Trong em kết nối cái rắc đây lại luôn. Và đây là một cái cọng dây màu vàng mình đã gỡ ra này. Nhớ là anh em phải gỡ cái dây màu vàng của cái đầu rắc mà nó chuyển điện tín hiệu lên cho công tắc đèn pha, và sau đó anh em dùng một cái cọng dây anh em nối vào với cái dây màu vàng này, anh em nối vào dây màu vàng nối chắc chắn luôn.
Tiếp theo sau đó anh em dùng băng keo anh em cuốn chặt lại nha, để cho nó tránh cái tình trạng là bị chạm vào mắt sườn khi anh em bật công tắc đèn pha. Đấy. Anh em băng chặt này. Tiếp theo sau đó anh em tìm một cái rắc có một cái dây màu đen. Đây là tôi đang tìm cái rắc ổ khóa luôn nha. Đây là rắc ổ khóa. Anh em lưu ý tìm cái dây màu đen. Dây màu đen là cái dây lửa sau ổ khóa. Anh em lưu ý anh em kết nối vào với dây màu đen, dây lửa sau ổ khóa để khi anh em bật công tắc khóa thì nó mới có điện. Còn anh em mà kết nối vào dây màu đỏ thì nó đã có điện chờ sẵn rồi và anh em chưa bật công tắc khóa là anh em bật đèn nó đã sáng rồi đấy nha. Đấy. Anh em dùng cái cọng dây nối với cái dây màu vàng này, anh em kết nối vào cái dây màu đen là dây lửa sau ổ khóa. Đấy, anh em kết nối vào cái dây màu, anh em ghép vào cái dây màu đen này là cái dây lửa sau ổ khóa anh em nhá. Đấy, anh em gắn chặt vào nhá. Đấy. Anh em nhìn thấy nó rất gọn nhẹ nhá, nó không phải cắt dây, không phải làm gì hết nhá. Bước tiếp theo này, anh em khi anh em đã kết nối xong thì anh em mới bật công tắc khóa này. Bật công tắc khóa. Đấy, và lúc này là không cần để máy nổ thì anh em bật đèn nó là sáng rồi nha. Đấy, anh em vẫn chú ý nha, đèn pha là sáng nha. Đấy. Và như vậy là video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ về một cách chỉnh điện đèn pha từ điện máy sang điện bình để cho anh em và các bạn tham khảo. Nếu anh em và các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình để theo dõi những video tiếp theo trong kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Chúc anh em luôn luôn thành công.